Xin chào tất cả các bạn Hôm nay thì mình sẽ làm video để sửa chữa một chiếc máy in Của hãng Canon Bị cái tình trạng là bị lỗi Không thể in được Bây giờ mình sẽ bật nguồn cho các bạn xem cái lỗi của chiếc máy in Canon này Trong quá trình máy in khởi động Thì à, máy sẽ xuất hiện nỗi Báo là mã lỗi là 5011 các bạn đã nhìn rõ ở đây Cái mã nỗi 5011 này thì mình thấy cũng rất là phổ biến ở trên một số loại máy in của hãng Canon Những loại máy in sử dụng đầu phun màu của các bạn Thì rất là hay thường gặp những cái nỗi này Để sửa chữa cái nỗi này trước tiên thì các bạn sẽ chú ý Ở đây nó có một cái đèn báo dấu chấm than hoặc là hình tia sét nhấp nháy Tức là cái máy này đang bị báo lỗi cái nỗi 5011 này thì uh, thông thường là sẽ liên quan tới hai nguyên nhân sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ mở cái này ra để chúng ta kiểm tra xem đầu phun có bị kẹt hay không. Thì đầu phun mình di chuyển thì uh, kéo qua kéo lại thì không bị kẹt. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem có vật cản ở chỗ khu vực đầu phun hay không. Và xem có giấy bị kẹt hay không. Nếu không có thì mình sẽ bắt đầu tiến hành mình chia sẻ tới bạn một cái cách đơn giản để sửa lỗi. Trước tiên là mình sẽ tắt nguồn và sẽ chờ đợi trong tầm khoảng 5 giây nha các bạn. Sau đó là các bạn sẽ nhấn giữ nút stop và nhấn nút giữ on. Rồi. Sau đó là các bạn sẽ bỏ cái phím stop ra và các bạn sẽ nhấn cho mình thêm 4 lần phím stop này rồi sau khi đã nhấn bốn lần xong thì sẽ bỏ cái phím on ra chiếc máy này sẽ được tự động khởi động lại đó đây là cách xóa nỗi trên dòng máy canon pigma sử dụng đầu in full màu nha các bạn các bạn sẽ chờ một chút nó sẽ tự động reset và xóa lỗi. Rồi, sau khi tự động reset và xóa lỗi xong thì máy in của chúng ta đã có thể hoạt động bình thường. Nó sẽ hiển thị những cái thông số cơ bản ở trên cái máy in này, sẽ không báo lỗi nữa. Đó. Với cái cách này thì chúng ta có thể xóa lỗi được tất cả các loại dòng máy in Canon. Sử dụng máy in Canon Pixma. Các loại đời máy nha các bạn bị lỗi 5011 hoặc là những cái nỗi cơ bản khác thì đều áp dụng một cái phương pháp xóa lỗi này rất là đơn giản thôi các bạn cái máy in này là máy in uh, Canon Pigma E600 rồi mình hy vọng video này sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống khi các bạn đang gặp khó khăn các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé khi nào mình có video gì mới sẽ cập nhật cho tất cả các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau bye bye